thứ ba của gia đình mình trận đấu. Có lẽ là các bác tay cái tỉa đây không được biết, phải mà chúng ta được xem. Hai vai rồi. Liệu bên như là con thoát khỏi bên này hay không? Còn bên này rất khó. Nguyễn Văn Tuân Kiến Thụy đang thực hiện một vài cực kỳ khó khăn. Liệu Nguyễn Văn Đạt có thoát khỏi bên này hay không? Đây là cố chuẩn hai vai nhưng mà phải còn một không. Đồ vật là lối chiếm của tất cả, của An Sương và Quán Đồng, và là con trai của Lưu vận động viên Nguyễn Như Cường, người của Trang Quang An Sương. Hát khởi rồi, bây giờ cho cháu này để cổ vũ động viên cho Nguyễn Như Lạc, và nói là đã bắt khởi đánh cướp tư duy. Xin mời viên tình thế nào? Các bạn này nhiều thành tích cho quê hương An Đồng, huyện An Dương và thành phố Hải Phòng trong tương lai. Vũ Ngọc Sơn là nào gặp Nguyễn Đức Cảnh trên lãng chuẩn bị. Nguyễn Văn Dương cái gì gặp Phạm Văn Hiếu của An Dương. Vậy xin mời các vận viên chúng ta công tác chuẩn bị. Hai vai đấy không ạ? Đang đâu đây? Chúng tôi xin lại sau trận như này. Là trận thiếu Dương Vũ Ngọc Sơn của Việt Nam gặp Nguyễn Đức Cảnh Việt Nam. Nguyễn Văn Dương Kỳ gặp Phạm Văn Hiếu Văn Dương. Vậy xin mời các vận động viên trên đài công tác chuẩn bị. Chúng ta trở về từ anh đứng. Tiếp thủ đấu. Đây mới là hiệp thứ 2. Các vận động viên hôm qua ngày trong ngày qua cũng đã thi đấu rất nhiều trận ở các trận vòng loại nên sức khỏe cũng đã giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta vẫn phải quyết thi đấu. Bởi vì chỉ có thắng thì mới được vào vòng trong, còn thua thì lập tức bị loại. Nên là nhắc nhở các viên chúng ta phải hết xử lý. Thank you.
Xin mời viên và nhắc nhở hai vận viên tập trung thi đấu ở giữa sân. Chống ngay chú ạ. Thấy chú ơi. Vâng. Vâng, ok chú. Đây là thi đấu chính thức cuối cùng. Nếu ai vận động viên vẫn không vượt được bạn, hai viên sẽ phải bước sang hiệp thứ tư, các hiệp phụ không tính thời gian. Nên nhắc nhở các viên chúng ta phải thi đấu quyết định hơn, tập trung vào những hiệp chính. Vũ Ngọc Sơn Đan Áo, Nguyễn Đức Cảnh Thiên An, xin mời hai vận viên làm tác tuyển. Anh em cứ cố nhân kiểu đi. Trọng tài nhắc nhở hai vận động viên chúng ta thi đấu tích cực luôn. Tiếp đấu. Chúng ta là nhìn thấy nào? Như vậy đã trải qua 3 hiệp thiếu chính thức, hai bên vẫn không phân thua thắng bại. Nguyễn Như Đạt quán dừng là bên còn rất đang chuẩn bị để vào thi đấu ở vòng cuối cùng, vòng chung kết cuối cùng. Nguyễn Như Đạt quán dừng sẽ là sự phân thắng. Vâng, có lẽ không về.